cái gì nó mang tính chất trong á là nó xô bồ, nó dơ giấy và nó hôi hám, nó vô toilet nữa coi, không dám xả nước luôn. Xin lỗi, mày có nước đâu mà xả, tao đi hoài tao biết. Hỏi bị nhiễm trùng làm sao vậy? Hỏi có đau họng không? Nói là ngày nào cũng livestream đam người ta, hỏi có đau họng không? Cái đó đam là gì vậy? Rồi mở video YouTube cho bác sĩ coi luôn. Đam là vậy nè, trời đất ơi, mày nói chuyện vậy mà mày không đau cổ mày lạ đó. Cái đó hiện giờ nó vậy rồi nè. Nói, à hiểu rồi, vậy thì kết luận thằng Duy Nguyễn nó bị đau cổ tại vì nó đam người ta, nó bị khẩu nghiệp đó, nó bị khẩu nghiệp nên nó bị đau cổ. Nó đau cổ nó dẫn ra sốt. Bác sĩ á, nói chuyện với bệnh nhân là nói chuyện với khách hàng, chứ không phải là bác sĩ nói chuyện bệnh nhân là nói chuyện với mẹ cái thằng nào nó đi ăn xin. Chứ mày vô bệnh viện nhà nước đi, nó xui xui tới lúc mà nó quạo nó bụp mày như con luôn. À, mệt quá mấy em. Nói chung anh từ Mỹ trở về, ở bên Mỹ một tháng trời anh ăn bơ thừa sữa cặn, không bị gì hết. Khí hậu nóng lạnh thất thường, không bị gì hết. Tự nhiên về Việt Nam ăn Tết xong ho như ông mẹ nói ho như chó chứ thiệt á. Mấy em thấy cú ho huyền thoại chưa? Sáng nào tao làm trại chụp cú vậy á, muốn banh não luôn. Wow. Mà gì, đang cái dịch Vũ Hán ông ơi, cũng mắc corona ghê chết. Tự nhiên bữa đó cái nó sốt mày, nó ho nữa. Giờ sao đây ông nội? Thôi đi, người văn minh thì phải đi khám bệnh. Đó, mày đi khám bệnh, thường người ta chẳng qua tao chả khám đâu. Nhưng mà tại nói chung á, tự nhiên cái đang cái mùa dịch này cái mình cái ăn ngủ bất yên mấy em. Bữa hà nọ tự nhiên ngồi quýnh bài với thằng kia ăn được có 700 ngàn à, xong rồi cái ngủ dậy cái nó xong rồi cái nó ho thôi thấy mẹ rồi. Không biết thằng này có đi tour Trung Quốc không nên thôi đi khám cho chắc ăn. Nhưng mà hôm nay không phải là nói về cái video mà đi khám, mà nói về video về cái dịch vụ bảo hiểm y tế của Việt Nam ấy. Yes. Tại vì lần này anh khám, mặc dù anh thường thường anh nói thẳng với mày luôn, tao đi khám tao trội tiền không mà, chứ tao đâu có xài bảo hiểm chi cho nó cực. Không có xài bảo hiểm, tại vì thường thường thấy bảo hiểm nó bị kỳ thị, nó bị phân biệt đối xử với chờ đợi. Anh ghét chờ đợi lắm mày, nên anh khám anh xù tiền, ô anh xè tiền anh làm luôn cho nó nhanh. Nhưng mà cái đó là tại vì anh có tiền thì mới làm được, nó không đại diện cho đại bộ phận người dân đó. Mà lâu quá rồi anh không có đi khám bảo hiểm thì anh muốn tìm hiểu lại coi cái dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam nó ngon như Mỹ không, chứ bên Mỹ nó cũng thường thôi chứ nó ngon nha. Đó thì đó là lý do anh đi khám. Thứ nhất anh muốn khám bảo hiểm, thứ hai anh muốn test corona, và thứ ba anh muốn chia sẻ tới các bạn trẻ ở đây là khi mà chúng ta phải có kiến thức về bệnh cũng như có cái kiến thức về dịch trước cái đại dịch corona này thì chúng ta phải ứng phó như thế nào và cái suy nghĩ chúng ta phải như thế nào. Đó là nội dung chính video ngày hôm nay. Rồi ok, túi thần kỳ Doraemon. Gì đây? Gì ta? Cái gì mà không biết gì nữa, tại vì có trong túi không biết gì. Kệ đi mấy em, đừng quan tâm mấy em. Đây, thẻ bảo hiểm. Nói chung là cái bảo hiểm này là anh mua bảo hiểm nhân thọ đó mấy em. Wow. Anh mua bảo hiểm nhân thọ tại anh giám đốc mà. Anh mua bảo hiểm nhân thọ cái nó kèm cái bảo hiểm y tế vậy. Cái bảo hiểm y tế này nó sẽ khác so với bảo hiểm y tế của tụi em xài. Nhưng mà nó vẫn chung là cái thẻ bảo hiểm y tế. Thì thẻ bảo hiểm y tế đạm như nấy thôi. Nhưng mà cái của anh thì nó sang chảnh hơn. Có thể là anh được tôn trọng nhiều hơn. Anh ví dụ thôi chứ anh cũng chả biết nữa. Tại vì á, nhân viên của anh á thì nó được đóng bảo hiểm. Anh phi bảo hiểm y tế mà. Công ty anh mua bảo hiểm y tế cho từng thằng nhân viên một năm luôn đó. Cái đó là sự thật nha mấy em. Nên mấy nhân viên anh á, nó bị bệnh mà nó không đi ha khám á, là nó bị thiệt thòi rồi. Nó bị thiệt thòi rất lớn. Nên cái điểm này các em nhân viên phải coi lại. Tụi em có thẻ bảo hiểm, tụi em phải tận dụng quyền lợi của người bảo hiểm, đúng không? Bệnh chúng ta phải khám. Yes. Để chúng ta biết như thế nào, chúng ta tăng thêm kiến thức, rồi sau này gặp cái bệnh y như vậy nữa chúng ta biết được chúng ta đối phó. Ok. Rồi, khám về được cái gì? Bây giờ mình nói chuyện khám trước đi ha. Chúc mình nói chuyện corona sao. Mới khám về vô đây thuốc nè. Oh my god.
ít quang đàng hoàng nha mày. Giỡn chơi hả? Đừng có đùa nha. Chọc anh là không được đâu à. Thấy ghê chưa? Corona nè. Corona vô chụp phổi liền đó ba. Để chi? Để coi phổi có bị tổn thương không? Phổi tao đẹp dữ mày. Nhìn sương sương không mẻ cái nào hết. Giờ mới coi được không em? Giờ mới coi được nè. Đúng không? Vô trong phòng ít quang thì bác sĩ nữ kêu cởi áo ra. Cởi áo ra. Đó, xong ỉnh mặt đây nè. Gồng lưng lên. Chụp bắt xong. Rồi cái đây là phiếu xét nghiệm máu. Đây nè, kết quả X quang nè. Ngực quá đẹp gì đi tập gym. Ồ, bác sĩ phê luôn. Có giấy ký đàng hoàng nha. Rồi cái này á, chẩn đoán viêm mũi họng cấp cảm thường. Rõ ràng cái mày mà nào nói tao corona tao kiện thấy mẹ luôn á. Em có giấy bác sĩ đàng hoàng nói là bị cảm thường thôi. Em sợ cái gì? Mày thấy tao ho cái sợ rồi quỷ. Đó. Bát, bảo hiểm nó bát hết. Rồi, nó khám xét nghiệm máu nè. Test result gì nè. Đó, máu tôi đưa vô. Biết vậy đi coi chi ba. Ủa, đi. Nhiều lắm, đó, đó thấy không? Sida. Nó chơi chứ không phải miễn dịch gì đó. À, ok. Rồi, thì cái quy trình khám corona sao mấy em? Bây giờ mấy em mà ho sụ sụ á, tụi em đi vô bệnh viện á, đầu tiên á là bốc số, đo huyết áp gì đó, đo chiều cao cân nặng gì đó, để y tá làm trước, xong rồi dẫn vô phòng gặp bác sĩ hỏi chất vấn như là tù nhân vậy đó. Thông cảm mấy em đang mùa dịch, vậy tôi chia sẻ luôn bác sĩ sẽ hỏi những cái gì. Bác sĩ sẽ hỏi triệu chứng lâm sàng của mày cách đây 15 ngày. Tại vì sao? Tại vì bệnh viêm corona đó là nó ủ bệnh 14 ngày. Thì bác sĩ hỏi 15 ngày. Hỏi coi Duy có bị gì không, này nọ ABC. Rồi có gặp tức ngực gì không hay là sốt cao gì không. Xong cái bữa đó bác sĩ đo nhiệt kế sốt có 37 độ mấy à. Nhưng mà khi mà bạn bị sốt 37 độ mấy á, là tỷ lệ mà loại ra corona rồi. Corona sốt cao hơn. Xong rồi bác sĩ hỏi thêm vài câu nữa, có đi Trung Quốc về không, có đi ra Nha Trang không, có đi ra Đà Nẵng không. Nope. Xiền luôn. Xong hỏi không có đi Trung Quốc, đi Mỹ được không. Cái xong rồi đi Mỹ. Đi Mỹ hả? Đi Mỹ rồi về quá cảnh ở đâu vậy? Quá cảnh Vũ Hán là bắt nhốt luôn. Bảo đảm mày chứ không trả lời ba. Quá cảnh Vũ Hán là bắt nhốt luôn. Đó. Quá cảnh ở đâu? Nó là quá cảnh Qatar. Bác sĩ hỏi Qatar là ở đâu vậy? Giờ có bên Qatar là bên Trung Đông. Ở vậy là không sao. Đã yên tâm. Rồi xong rồi nói về bác sĩ sau khi hỏi rất là nhiều câu. Rồi bác sĩ sẽ đưa ra cái nhận định theo chỉ đạo của Bộ Y tế về cái việc khám corona. Rồi bác sĩ phân tích. Thôi bây giờ thằng này nó không bị đâu. Chắc chắn không bị đâu, nhưng mà muốn cho chắc ăn phải đi xét nghiệm. Nhưng mà không phải là xét nghiệm con corona nha ba. Xét nghiệm những cái chỉ số khác. Xét nghiệm những cái chỉ số khác. Nếu mà chỉ số đó đó nó có biến động như thế nào đó thì mới đẩy mày qua corona. Còn chỉ số đó ok, an toàn, mà bác sĩ kết luận được ngay dựa vào chỉ số này là thằng này nó bị nhiễm trùng nè. Họ bị nhiễm trùng lần sau vậy. Nó hỏi có đau họng không. Nó là ngày nào cũng live stream đam người ta hỏi có đau họng không. Cái đó đam là gì vậy? Rồi mở video YouTube cho bác sĩ coi luôn. Đam là vậy nè. Giờ cho đi học là chết hả? Mày nhà mày chắc mày không chết quá, mày nhà chắc mày không đông người quá. Nó lý lẽ nó méo có đúng chỗ nào hết trơn đó. Trời đất ơi, mày nói chuyện gì mà mày không đau cổ mày lạ đó. Cái nói chuyện giờ nói vậy rồi nè. Nói à hiểu rồi. Vậy thì kết luận hàng Duy Nguyễn nó bị đau cổ tại vì nó đam người ta, nó bị khẩu nghiệp. Đó, nó bị khẩu nghiệp, nó bị đau cổ. Nó đau cổ nó dẫn ra sốt. Xiền luôn. Đó, mấy bạn nào bị amidan đó, cũng dẫn ra sốt thôi. Đau cổ mà, cổ ở đây nè, thấy không? Cổ ở này. Mà khi chúng ta hoạt động nhiều quá, cổ mình ta tổn thương. Tổn thương thì nó bị viêm, bị nhiễm. Bị viêm, trong quá trình lúc đó là mang cúm nó vô, nó đập cái cổ mình luôn. Nó đập cái cổ mình luôn, mà khi mày bây giờ cổ mình đang nằm ở biên giới á, thì mấy cái con bạch cầu nó ra chưa kịp, thì tạm thời bị thua trận đó. Thua trận đó dẫn ra sốt qua đi khám. Rồi nói chung là kết quả ok. Quay lại chuyện bảo hiểm. Đưa thẻ này vô á thì cứ khám hết, nhưng mà nó bắt đóng tiền mày. Tại vì nó sợ thằng bảo hiểm này không trả cho anh. Nó sợ bảo hiểm không trả cho anh. Nó em yên tâm đi, nó không trả cho anh là ngày mai anh làm vlog chịu wheel chết nó liền luôn. Nó chạy theo anh, nó ký hợp đồng với anh khổ lắm em biết không. Xong cái bác sĩ nói nhưng mà giờ anh mua của nó là anh bút sai gà chết rồi. Mà nghĩ là bác sĩ nó cũng đúng mày. Từ lúc tao mua về đâu chăm sóc tao gì nữa đâu. Nè. Thì anh đóng tạm ứng 1 triệu. Anh đóng tạm ứng 1 triệu. Thì 1 triệu xong rồi chút xíu bảo hiểm nó trả thì bệnh viện trả lại cho anh 1 triệu ngay chỗ đó luôn. Tức là cái tiền bệnh của anh là bảo hiểm nó trả 100%.
trả 100% luôn, tao đánh chuột tao chửi. Đúng không? Tại sao chửi? Bây giờ mày nhìn nè, mẹ khám bệnh phí chưa tới 1 triệu bạc nè. Mà thằng Duy Nguyễn nó mạnh như trâu vậy đó. Một năm đi khám con lần mà năm tao đóng bảo hiểm mày mấy chục triệu. Mà bây giờ mày không trả được tao này nữa chắc mày chết với tao quá. Nói chung rất nó sợ rồi nó trả 500%. Khi mà trả 100% xong rồi đó tiền khám 1 triệu nói rồi cái gì? Bây giờ tới tiền thuốc. Tiền thuốc thì mua gì tính đó. Tiền thuốc cũng gần cả triệu đó ba. Thuốc này nè, thuốc này là thuốc gì? Thuốc trị cảm sốt. Mà thuốc trị cảm sốt là thuốc trị bệnh thì bảo hiểm nó phải lo cho em. Đã là thuốc trị bệnh thì bảo hiểm nó phải lo. Đó, nên bảo hiểm nó trả 100%, anh không tốn tiền mua thuốc này. Nhưng mà mua theo đơn thôi nha mày. Nó bán tao có 30 viên à. Mày lấy 300 viên nó không bán đâu. Đó. Rồi cái này. Cái nào nữa ta? Đây, này thuốc kháng sinh. Này thuốc kháng sinh. Đó, kháng sinh là thuốc trị bệnh. Tại bác sĩ bán mà, bác sĩ nói anh cổ của anh nó bị gì, bị nhiễm trùng phải uống kháng sinh. Ok, ok uống. Rồi. Cái này là bảo hiểm trả. Cái này là gì? Vitamin. Vitamin nè, đây đây vitamin đây. Vitamin đây. Loại này bảo hiểm ứ trả. Này thuốc bổ. Bảo hiểm nó không trả thuốc bổ nha. Thuốc bổ tính riêng qua để đây ba. Cái này là gì đây? Cái này nước muối sát trùng. Bảo hiểm ứ trả luôn. Tại không trả, tại cái này không cần thiết, bác sĩ nó cho thêm thôi. Còn cái này mới là trị bệnh nè ba. Cái này là trị bệnh, cái này là thuốc bổ với thuốc làm đẹp. Đi khám bảo hiểm, bổ và làm đẹp, mày trả. Bệnh lý, tao trả. Đó, đó là tiền thuốc nha. Nên nó phải chia ra như vậy. Ok. Đây, nói chung anh có nhiều hình lắm, đây là, thấy không? Nó đề chữ insurance mà thấy buồn ghê chưa, nó insurance là bảo hiểm trả hết. Anh không trả gì hết. Đó là nói về cách thanh toán tiền. Còn bây giờ nói về bệnh viện. Nói về bệnh viện, thí dụ như các em đi bệnh viện nào thiếu cha về bệnh viện đó đi. Nhưng mà nói thật sự với mày á, cái lòng tin của anh á, nó không nằm ở bệnh viện nhà nước. Nó không nằm ở bệnh viện nhà nước. Tại thấy bệnh viện nhà nước chen chút vô chờ đợi chầu trực. Nhiều khi bác sĩ nó tới tháng nói chuyện thấy ghét. Không đi. Anh nói thiệt không đi. Chừng nào bệnh sắp chết thì vô tính sao. Chứ còn mà mấy cái màn mà giống như là gãy tay, gãy chân, sức hơi sổ mũi này nọ kia đó thì anh đi bệnh viện quốc tế. Đây bệnh viện quốc tế, không phải là quảng cáo nha, mấy bạn đừng hiểu lầm. Đây bệnh viện quốc tế của Duy đây. Bệnh viện quốc tế CT. À, bệnh viện quốc tế là CT. Tất cả bảo hiểm của Duy đều nằm ở bệnh viện này hết. Nói chung bây giờ thẻ bảo hiểm nằm đi bệnh viện nào cũng được mà. Thì tại sao mình không đi bệnh viện ngon? Bạn đi bệnh viện này bạn như Mỹ vậy đó bạn ơi. Nó thật sự á, bệnh viện quốc tế Việt Nam bây giờ như Mỹ vậy đó. Mà bệnh viện chỗ tôi mới vậy nha. Còn bệnh viện quốc tế vaccine á, ngoài Trương Đình quận 1 có vô trong đó cũng xô bồ chật chội. Đúng không? Bệnh viện quốc tế bây giờ Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những bệnh viện quốc tế có tiếng thì nó ít. Đó, nếu mà bạn ở khu vực mà Tây Sài Gòn á, bạn nên đi bệnh viện quốc tế City. Vô trong đó thứ nhất, chỉ thích cái gì? Bãi đậu xe. Bãi đậu xe ba. Mày ra Châu Định có bãi đậu xe ông nội tao chứ có. Không có. Hậu kỳ á, anh đi ra Châu Định anh khám. Tại cái thẻ bảo hiểm này của anh này nó liên kết với Châu Định mới mất nết chứ. Khi mà bạn mua bảo hiểm nhân thọ gì đó là nó bắt bạn khám. Có ung thư không, có sida không, có nó không bán. Nên thằng nào có thẻ bảo hiểm rồi yên tâm đi, nó không bị sida đâu. Xiền luôn, nó khám rồi mà. Trong khi á, anh là khám sức khỏe định kỳ 6 tháng khám một lần. Anh mới khám ở thằng City Thành Đô này xong. Đúng không? Xong rồi cái nó không chịu, nó bắt qua bên kia khám nữa. Hơi quê mày nha mày. Tự nhiên chạy vô một khám xong về, nó anh thông cảm đi em liên kết với nó này nọ ăn chia gì đó. Xong chạy bển không có chỗ đậu xe, con mẹ tao chạy như con chó luôn. Nghĩ cái bây giờ nó thẳng với mày luôn á. Không phải là anh khó tánh, đúng không? Nhưng mà anh đi mẹt mà. Sao anh bị đối xử bất công vậy? Đúng không? Tao đi mẹt mà bắt tao vô cái bệnh viện nó nhỏ như cái chuồng chim vậy đó. Anh chỉ thẳng tên luôn á. Anh không có ngại đâu. Bực mình. Xong rồi kêu nó anh ơi vô nhà sách Phương Nam gì nhà khách Phương Nam đậu xe đồ đi anh. Đậu xe đi em liên kết với nó nữa. Ủa cái gì mà cũng liên kết chân vậy? Em liên kết với nó không có lấy tiền. Thôi kệ nó cũng được đi, chuyện làm ăn người ta cũng biết điều tới mức này rồi, thôi ok. Nhưng mà anh đánh giá bệnh viện đó nó cùi. Thứ nhất nó đông. Đã quốc tế mà đông là thấy chán rồi. Vô chờ thấy quạo vậy. Anh nói thiệt cái tật anh không phải khó chứ anh muốn vô làm liền em. Giống như cua nhỏ nào 3 ngày mà không đổ tao biến mày.
Thật anh nói vậy đó là cái khuyết điểm của anh. Tụi em có thể chửi anh nhưng mà anh thừa nhận, đúng không? Đối với anh thời gian là vàng bạc, anh rảnh ngồi chờ. Đó là cái lý do mà anh không bao giờ đánh giá cao Trương Định vaccine đó. Đó. Còn thằng City Hàm Đô này hả? Anh nói thiệt với mày, vô là như khách sạn vậy đó. Tụi em chưa đi, tụi em chưa biết. Tụi em cứ đi, bữa nào giả bộ đi đi. Xách xe trong đó không khám chạy ra cũng được nữa. Bãi đậu xe là bạc ngàn, không giờ tao cảm thấy mà hết chỗ đậu xe hả? Tao đi qua Mỹ còn hết chỗ đậu xe nha. Đi qua Mỹ hết chỗ đậu xe, ngồi đó đợi 15 phút. Thằng kia lú đầu ra mình chạy vô. Còn ở bên bệnh viện này hả? Dân nhà giàu không à mà bãi đậu xe nó rộng thênh thang. Đi không giờ hết đó. Đó. Rồi cái thái độ, cái thái độ của đội ngũ nhân viên ở trong đó đó rất ok. Bác sĩ nói chuyện rất đàng hoàng nha. Bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân là nói chuyện với khách hàng, chứ không phải là bác sĩ nói chuyện bệnh nhân là nói chuyện với mẹ cái thằng nào đó đi ăn xin. Chứ mày vô bệnh viện nhà nước đi, nó xui xui tới lúc mà nó quạo lên nó bụp mình như con luôn. Ô, bác sĩ nó vậy đó. Thí dụ như mình là bệnh nhân, trình độ mỗi thằng bệnh nhân nó mỗi khác, đúng không các bạn? Bạn đồng ý tôi không? Đúng thì lại đi. Trình độ thằng bệnh nhân nó ngu thì nó ngồi nó biết dạ thưa thôi, nó đâu biết hỏi đâu, đúng không? Bệnh nhân nó ngu nó biết gì nó hỏi, nó chỉ dạ thưa thôi. Một là nó không hỏi, hai là nó hỏi những câu ngu. Nhưng mà mình đã là bác sĩ thì mình phải hiểu cái đó. Người ta đâu phải chuyên môn đâu ba, thì người ta có quyền người ta hỏi những cái gì đó thì mình phải trả lời cho người ta. Còn đằng này hả, vui thì nó trả lời, buồn buồn nó im, mà nóng nó chửi. Các bạn có không? Nó mang tiếng lắm các bạn. Nên bởi vậy nhiều khi đó, thật sự đó, bác sĩ có người này người kia. Nhưng mà cái gì nó mang tính chất công á là nó xô bồ. Nó dơ giấy và nó hôi hám. Nó vô toilet nữa rồi. Không dám xả nước luôn. Xin lỗi mày có nước đâu mà xả. Tao đi hoài tao biết. Nhiều khi mình không phải là mình cũng dạng mình. Anh là có visa Mỹ mà em. Cũng văn minh lắm á. Đi đá cũng biết chỗ nước vậy. Nhưng mà cái chỗ đó không tạo điều kiện cho văn minh. Xả nước không có miếng nước nào ra hết á. Căng không? Đó. Còn nói về cơ sở vật chất thì thằng bệnh viện quốc tế thì nó ngon lành nè. Ở bên vùng 7 có thằng Việt Pháp, anh chưa đi mà nghe nó cũng khen lắm. Ở bên Bình Thạnh có thằng Trương Đệ, thằng Gia Định. Nhớ nha, mỗi nơi nó có một chỗ hết. Còn ở đây thì nó có thằng Thầm Đô. Còn Winmax của Phạm Nhật Dượng thì chưa đi, không biết nó ngon lành hay nó bự nhỏ gì, nói chung thì cũng chưa đi đó. Còn anh cảm thấy thằng này nó rất là ok về mặt con người, cơ sở vật chất, không gian. Đúng không? Mày bệnh chết mà vô bệnh viện ọp ẹt mà nhìn là mày hết muốn khỏe luôn à. Nó hết muốn khỏe luôn em. Còn bây giờ vô đây cái thoải mái ngồi chờ đóng văn minh, nước non phi này nọ, nó môi trường nó yên tĩnh. Khách hàng mấy con nhỏ mày mỗi khoa nó sẽ có một quầy để tân, đúng không? Thì cái quầy để tân là quầy tiếp nhận bệnh, nó nói chuyện nó cũng đàng hoàng, nó nói chuyện rất là dịch vụ. Bởi vì mình khám ở chỗ dịch vụ gì nó rất là ok. Mà này là dịch vụ bảo hiểm, đi có mất kỹ gì đâu, tao đâu mất gì đâu. Mấy đứa nhân viên tao cũng đâu mất gì đâu. Đó. Mà ví dụ như mấy đứa nhỏ thì nó cũng, nó được 6 tuổi trở xuống là nó có bảo hiểm nha. Tự nhiên nó có thôi à, khỏi mua. Còn nó đi học trong trường thì nó cũng mua bảo hiểm luôn. Bởi vì bảo hiểm y tế Việt Nam bây giờ nó đã tiến bộ hồi xưa rất là nhiều rồi. Anh Duy mày khó tánh cực kỳ mà anh Duy mày được khám bảo hiểm mà anh Duy mày không chê được là biết ngon rồi. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì đơn giản á là không phải cái con bác sĩ mà nó khám bảo hiểm cho mình là nó không có tiền. Nó vẫn có tiền thôi, mà tiền là công ty bảo hiểm nó trả. Ok. Công ty bảo hiểm nó trả. Thế thôi. Thì nó khám cho mình rất là đàng hoàng, rất là ok. Và cái chuyện bảo hiểm là một cái chuyện đó thế giới nó đang có và nó sẽ có và nó mãi có. Tất cả mọi người sống, cuộc sống văn minh là đều bảo hiểm hết nha. Chứ mình chịu cho cái chi phí y tế chịu không nổi đâu. Anh nói thiệt, bảo hiểm là một phần. Chứ còn không á, không bảo hiểm là không được. Nên chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy ở chỗ bảo hiểm này. Chúng ta đừng có cách nhìn nó quá tầm bậy về bảo hiểm. Tất nhiên bây giờ nó nhiều bệnh viện, thằng nào láo thì không chơi với nó mà đi chỗ khác thôi, chứ mắc gì sợ. Đúng không? Mình bệnh nặng mình mới sợ bệnh viện. Còn bệnh nhẹ bệnh viện sợ mình chứ. Đúng không em đồng ý anh không? Còn nó nói mày nghe nè, ví dụ như bây giờ mày bệnh cái ca gì mà nó ghê gớm lắm á, thì vô trong đó cái ca của em thành ca điểm rồi. Trừ khi mày là không có tiền thì đó, chuyện đó thì anh không biết. Nhưng mà giờ anh nghĩ là nên mua bảo hiểm. Chứ cũng có rất nhiều người phản ánh không có tiền nó bỏ cho chết. Mà cái này tao cũng biết có không có nữa mày ơi. Cái này nó hơi ghê ghê nha.
Nên chúng ta phải mua bảo hiểm cho mẹ, cho cha, để chúng ta đi khám bệnh, chúng ta bảo vệ sức khỏe, và từ đó chúng ta có kiến thức. Ví dụ đóng tiêu đây, phiếu này đúng không? Đọc vô đây hiểu gì không? Ví dụ tụi em đọc phiếu xét nghiệm, tụi em hiểu mẹ gì không? Nè, máu trắng, máu đen đồ này nè, bạch cầu, tiểu cầu rồi nè, biết không? Không biết cái gì, không biết thì hỏi bác sĩ đi ba. Dám nhận vô, dạ bác sĩ, em có bị sao không? Dạ, giờ em phải sao bác sĩ? Mày sống thụ động vậy thôi, đập đầu chết mẹ cho rồi đi. Sống vậy mà sống được á. Đúng không? Ít ra mình cầm cái phiếu xét nghiệm là phiếu của mình. Mình có quyền mình hỏi tất cả mọi thông tin về đó. Đúng không? Cái chỗ nào mà nó chuyên môn quá bác sĩ trả lời không hiểu á thì dạ vâng. Biết vậy. Còn cái chỗ nào mình hiểu chứ, đúng không? Bác sĩ nó giải thích chứ. Ủa sao chỗ này nó chơi cái mực nó đậm hơn chỗ kia vậy bác sĩ? Em có thể không ngu vậy, bác sĩ bố láo report đó cho anh. Đúng không? Ít ra bác sĩ phải là cái chỗ này nó đậm hơn chỗ kia đó, tức là nó nằm ngoài cái ngưỡng an toàn, ngoài cái ngưỡng bình thường, nhưng mà cái chỉ số của em nó đang cao lên vậy nè. Thì suy ra bị mỡ nhiễm máu. Tao về mỡ nhiễm máu hả? Đâu bác sĩ chặt cái bụng lên coi chơi coi bác sĩ. Cũng hơi đâm ban lắm. Đó. Rồi gì nữa? Rồi a cái này chỉ số protein nó cao nè, vậy suy ra có khả năng bị gút. Lại thêm tập nữa. Nói chung là cái này nó quan trọng em. Tất cả mọi chuyện nó đều thể hiện qua máu. Tụi em cần phải hiểu cái này, biết cái này. Nếu mà tụi em chưa biết cái này á, tụi em tập tạ mà tụi em chưa biết cái này, đúng không? Thì ok, tụi em cứ comment đi, bữa nào anh làm video riêng về cái phân tích chỉ số cơ thể này, để mà đam luôn mấy bác sĩ mà tư vấn ngu nữa. Đó. Nha, cái này thôi nó dài quá, để qua một bên. Rồi xong, tiếp tục mà nói qua cái corona. Vậy corona là gì? Trên mạng, trên truyền thông rất là nhiều mấy em. Nhưng mà chính vì cái mạng nó phát triển quá, truyền thông nó làm ghê gớm quá, thì nó làm chúng ta hoang mang, chúng ta lo sợ. Cái điều đó không nên mấy em. Mấy em biết cúm gia cầm không? Nó biết SARS chưa? Đó, corona thì nó có một dạng của cúm thôi. Cúm là cái gì? Cúm là cảm, sốt, thì nó thôi. Nó đơn giản ở mức độ đó. Nhưng mà tại vì con corona này nó mới, nó chưa có vaccine, nó đâm ra là tỷ lệ tử vong nó có. Vậy thì ai tử vong? Ai tử vong? Toàn là người già không à, sức đề kháng yếu. Vậy thì nói chung là chống corona là chống cái gì? Cái cách nào để chống corona tốt nhất? Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là sức đề kháng. Thì bây giờ sức đề kháng ở đâu có? Mà vô BBT mà tập gym mới có sức đề kháng, chứ mà nằm ở nhà mà quay tay không mà sức đề kháng cái gì? Đúng không? Nên em cảm thấy á, trên mạng á, những cái đứa mà nó sồn bị corona nhiều nhất á, là những cái thằng mà thuộc dạng là gọi là kêu là gì ta, thành phần bất khảo của xã hội. Toàn là mấy đứa sập xí đú không à. Người khỏe mạnh vậy đi sợ corona không? Vậy thì muốn khỏe mạnh thì phải đi tập gym có sức đề kháng cho sao được. Ăn uống khoa học lành mạnh vô. Đó, rồi còn phải hiểu thêm về con corona, mấy em hiểu sao? Không lẽ giờ thằng Di Phan nó bị corona, tao đi tao nói chuyện với nó tao lay à? Cái đó là mày ngu. Làm gì có cái đạo đó. Đúng không? Bây giờ em tưởng tượng con corona là con gì ra? Nó đâu phải là thần linh đâu. Thì nó là con virus, đúng không? Vậy thì con virus nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong một cái vật thể nào đó, chừng người bị bệnh, nằm trong người bị bệnh hoặc vật bị bệnh. Thì giờ giả sử như corona nó lây từ người qua người đi, thì từ thằng Di Phan nó lây qua anh, đúng không? Yes. Vậy thì không biết cái môi trường sống của corona nằm ở đâu? Nó nằm trong máu, nằm trong tinh trùng, nằm trong tinh dịch, thì nằm trong nước miếng, đúng không? Thì bây giờ em phải biết được corona nó nằm trong nước miếng rồi. Đó, nằm trong nước miếng như vậy sao? Anh nói chuyện như vậy, nó đứng ở đó không bao giờ lây. Đúng không? Vậy nó lây sao? Nó lây sao mấy em phải hiểu chứ. Thí dụ như bây giờ nè, anh vô phòng gym 200.000, anh tập anh phun nước miếng, pẹt pẹt pẹt, phun ho, phun ở đây, đúng không? Anh phun văn kiến luôn, anh phun, anh tưởng cái câu chuyện này nó hài mà nó đúng lắm em. Anh tập vô phòng gym 200.000 thường mấy người nó ho từ lưa hết nè, nó không như toilet đâu, nó phun ho, phun, má ơi, khi mà ho vậy đó, thì nước miếng mình văng từ lưa đúng không? Thì trong nước miếng mà dính đằng virus corona đúng không? Rồi xong ở đây không? Có thằng kia tập gym lo tập, lo biến thái rồi tưởng tượng. Thấy con nhỏ kia đẹp quá, mông to quá. Nó đang tập bài giật lưng này nọ, mông rồi lắc lư, rồi tưởng tượng như bộ phim Nhật Bản. Lại nhai miếng kiến đó. Tưởng tượng, nó liếm kiến đó bà. Nó tưởng tượng nó liếm kiến, đúng không? Nó liếm kiến, nó liếm ngay miếng nước biển tao lại tao mới phun á. Đúng không? Xong rồi nó liếm vô, nuốt rồi lây xiềng đi con. Cái đó mới là lây nha. Tại vì nước miếng của thằng bị bệnh
mà nó mày nuốt vô bụng hoặc là mày nuốt vô miệng mày thì nó là lây, giống như hai thằng nút lưỡi xiềng, đúng không? Ví dụ như trong một thằng ho đùng 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 đùng, thằng kia đứng cự ly nửa mét há cái mỏ ra ngáp, xong rồi về ngậm cái nữa đó. Còn hoặc là bây giờ á, cái thằng kia đó nó bị bệnh, nó lấy tay đó, nó móc cho miệng, nó móc cho mũi, nó từ lưa dưa hết, xong rồi nó đi ăn buffet, nó đi ăn buffet nó bóc, nó bóc vô miếng này, xong nhìn miếng này dở quá thôi bỏ xuống, bây giờ miếng bóc cái khác bỏ xuống, thằng Di Phan bay lại, thằng Di Phan không bị bệnh bay lại bóc ngay miếng này bỏ vô mỏ ăn, nút tay chục rồi vậy mới lây đó. Thì bởi vậy không, mấy em đọc bộ y tế ta khuyến cáo là giờ phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng để làm chi, để ngăn tình trạng mà hôn nhau, đúng không? Nút lưỡi mày hôn mà không nút lưỡi được, đeo khẩu trang sao mày nút đó, hoặc là mày ho mày không há miệng ra được, mày ho mà dính khẩu trang rồi đó, để ngăn tạng tình trạng đó. Ủa tự nhiên corona kêu rửa tay làm chi ba, rửa tay để đề phòng cái thằng ăn buffet nó bóc từ lưa hồi nãy đó, đúng không? Và thêm một cái nữa, corona nó xuất phát ở đâu? Nó xuất phát ở Vũ Hán, đúng không? Xuất phát ở Vũ Hán thì những cái gì nó liên quan tới yếu tố cái vùng dịch thì mới đáng quan ngại chứ, mới đáng quan ngại chứ. Bà hỏi thằng kia đó, Di ơi, mấy corona lớn quá sao anh không cấm khách Trung Quốc đi anh? Cái đó, ê mày đi, mày có cái não không mày? Nói chung các bạn nha, đừng có tào lâm nha, làm cái gì đó nó cũng phải là nó phù hợp với pháp luật. Không phải là tự nhiên mày cấm khách Trung Quốc, tự nhiên khách Trung Quốc mày nó đóng tiền tập kim trước Tết rồi, tự nhiên qua Tết không cho nó vô hả? Ồ, nó sắp lên phường nó kiện tao luôn, phường chuyển hồ sơ quận xúc tao luôn đấy chứ, suối ngu, đúng không? Vậy thì mấy em hiểu khách Trung Quốc ở cái khu này là Trung Quốc gì? Xin lỗi mấy em, Trung Quốc đại gia không, nhà nó thuê toàn biệt thự trong lịch số năm không nè. Anh nói không phải nổ chứ, cái cỡ như tụi em vô là bướng cho nó không nhận đâu. Phải đùa, đúng không? Vậy thì á, cái người Trung Quốc á, mà nó đi qua từ cái vùng dịch bệnh, đúng không? Thì nó qua đây thì mới có cái khả năng người đó là khả năng ủ bệnh. Còn bây giờ cái thằng Trung Quốc này nó ăn Tết ở Việt Nam luôn, nó có qua đâu, nó qua nó bị nhốt mẹ mình Vũ Hán sao nó về được, đúng không? Nên nhiều khi chúng ta lo sợ những vấn đề nó làm phức tạp thêm tình hình. Yên tâm đi, nhà nước, bộ y tế là một nè, quân đội là hai nè, công an là ba nè, tất cả ban ngành đoàn thể ta lo hết rồi, không ta được mấy em lo tài lâm đâu, nói thiệt. Nên nhiều khi cái bệnh corona nó không nguy hiểm bằng cái sự loạn thông tin. Em mấy em đồng ý không? Ăn rồi tối ngày cào phím xong cứ 15 triệu một thằng, 20 triệu một thằng. Bây giờ báo đang troll kìa, corona bị có 10 mạng à, có 10 người bị nhiễm corona thôi, bắt 170 thằng con tung tin xàm trên mạng xã hội bị phạt. Ồ, nó ghê chưa? Mà anh đánh giá nó đúng nha. Bởi vậy á, các em kém kiến thức, các em ngu nên đâm ra các em bị sỏ mũi, các em làm cho rối loạn tình hình lên. Anh nói thiệt luôn, corona này khi nào nó hết anh không biết, nó chết bao nhiêu người không biết, nhưng mà tôi bay xàm quá là tháng này tôi bay không có tiền đóng tiền trọ, nó đá tôi khỏi đường nè, nó đá tụi em ra khỏi đường xiền luôn, có đi làm đâu, mày ăn rồi tối ngày mày corona miết kìa, đúng không các bạn? Nên cái dịch bệnh này không ai muốn hết, nó ảnh hưởng tới kinh tế Trung Quốc rất lớn, nó ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam và nó ảnh hưởng tới kinh tế thế giới đó. Nên cái dịch này nó càng lâu thì chúng ta càng khổ, tất cả mọi người chúng ta đều càng khổ, đúng không? Và trong đây nó còn có những cái vấn đề nó thật sự nhạy cảm. Bây giờ anh hỏi mày em, anh hỏi thôi nha, anh hỏi thôi, ví dụ giờ thằng Mỹ với Trung Quốc đang quýnh lộn, đúng không? Đúng không em? Đang quýnh chiến tranh thương mại hơn năm rồi chưa hết. Yes. Thì bây giờ thằng Trung Quốc nó đang bị cái bệnh này, đúng không? Nếu em là thằng Mỹ, anh hỏi nha, nếu em là thằng Mỹ thì em đạp cho Trung Quốc có chết mẹ luôn, hay là em bay vô cứu cho Trung Quốc nó khỏe mạnh rồi để nó quýnh em? Trả lời thật lòng đi, trả lời thật lòng đi. Khi mà tụi em tự trả lời câu hỏi này thì tụi em sẽ thấy rằng những cái tờ báo của thằng Mỹ là cái thằng đạp nhiệt tình nhất về corona này, nó đạp thằng Trung Quốc giả man luôn á, đúng không? Vậy thì tụi em xem một cái tin tức, xem một cái news thì tụi em phải có cái sự suy nghĩ, cái thông tin nào là thật và thông tin nào là giả, đúng không? Ở trong Việt Nam mình nó cũng có fake news và thế giới fake news nó tràn lan đó. Nên chúng ta quá hùa theo corona, chúng ta làm bậy bạ thì chúng ta chỉ ảnh hưởng cho mình thôi, nó không có lợi ích gì cả. Anh nói thật sự, muốn phòng tránh tốt corona là thứ nhất có kiến thức, thứ hai khỏe mạnh, cốc ngán bố con nào, đúng không? Cốc ngán bố con nào. Giờ đại ca đó đi du lịch Trung Quốc về, đúng không?
thôi ok ông bình tĩnh đi, ông ở nhà đi, ông tập gym. Tôi ông bây giờ ông đi xét nghiệm đi, tôi cho tiền ông luôn nè. Chứ đâu phải là thằng nào bắt đi xét nghiệm ông nội. Tự nhiên bây giờ tự nhiên bị corona xong rồi mấy thằng bị viêm son lâu năm bây giờ nó bị kỳ thị như gũi như hủi vậy mày. Mấy thằng mà nó ho sụ sụ ngoài đường nó bị viêm son á. Bây giờ mấy thằng đó là người Việt Nam luôn, sống không có tiền đi du lịch luôn. Tự nhiên giờ bị corona xong rồi tao bị kỳ thị luôn. Nó tạo ra sự chia rẽ, sự nghi ngờ đó, tôi mới tầm lum. Tầm lum hết. Mình không chủ quan nhưng mà cũng đừng có hoang mang. Câu đó là câu hôm nay báo chí nói rất nhiều lần. Có kiến thức, có sức đề kháng, chủ quan gì? Đúng không? Mấy con nhỏ trẻ trẻ ngoài Nha Trang, Đà Nẵng gì kìa. Nó vô bệnh viện có 2 ngày nó ra rồi kìa. Trời đất ơi, nó dương tính luôn đó. Nhưng mà nó trẻ sức đề kháng rất là mạnh. Và mình có thêm kiến thức này nào kia nữa. Nó còn những cái việc cần làm về chống dịch bệnh thì để cho nhà nước làm, để cho Bộ Y tế làm. Đúng không? Bộ Y tế bây giờ ngày gửi cho em 2-3 tin nhắn luôn. Thấy nhiệt tình chưa? Yes. Đó, nhưng mà thôi anh cũng không muốn nói thêm về corona nữa. Anh đã nói rất nhiều trên live stream rồi. Thì chúng ta là một streamer mà chúng ta sợ corona đó thì coi lại. Coi lại đi. Đúng không? Ngày xưa ăn bom đạn Mỹ chết liền tại chỗ. Cha anh chúng ta chưa sợ. Còn bây giờ corona đó xui lắm á thì dính corona, đúng chưa? Xui lắm thì dính corona, mà dính corona thì con mẹ đen như mỏng chó nó mà chết. Em nhìn coi. Bao nhiêu ca, bây giờ số liệu ghê nhất là bên Trung Quốc đúng không? Anh nói ra không phải là coi thường. Nhưng mà anh nói ra để cho tụi em có cái nhìn nó đàng hoàng hơn. Bên Trung Quốc giờ nhiễm, theo báo chí Trung Quốc công bố thôi. Ok, nhiễm 20,000. Đai nhiêu? Đai gần 600. Em lấy 600 chia 20,000 đi. Cái đó là cái vùng dịch bệnh ổn định luôn đó. Về khí hậu nó lạnh nữa. Còn khí hậu Việt Nam mình nó nóng. Nói chung phải có kiến thức. Đúng không? Không chủ quan nhưng mà đừng hoang mang. Đó là con corona. Còn này nội vô phòng gym ta tập đeo khẩu trang thôi, về nhà tập bà đó rồi đi, nhìn ngứa mắt. Vô phòng gym tập ta thở hổn hển mà đeo khẩu trang. Vô có những bây giờ nè, tôi thật chứ. Có những người lợi dụng corona, đúng không? Để làm ăn phi pháp, làm ăn trục lợi. Khẩu trang nó bán 500,000 mấy em đồng ý không? Nope. Cái thứ đó thứ chó má chứ phải con người nữa. Anh đánh giá thật có sự. Cái đó phạt mấy nhà thuốc đó còn nhẹ, gặp anh là cho anh cầm quyền đi, anh đóng cửa mày luôn. Không làm ăn kiểu đó làm ăn cái gì? Đó, xong rồi tung tin corona này nọ, nó làm những điều phi pháp. Câu like bán hàng rẻ tiền. À, địa phương tôi mới bị nhiễm 2 corona, bạn bè coi chừng nghe, cha con nó sợ chết, nó xe nhau để làm chi để họ bán hàng. Bán vaccine trị corona này nọ, lấy vaccine cho chích cho chó. Có rất là nhiều cái tội phạm nằm trong vấn đề corona. Nên nó tạo ra một cái mạng xã hội nó rất là nhiễu thông tin. Nó nhiễu thông tin, nó làm cho những người yếu gió hoang mang. Mà các bạn không biết, vô tình bạn tiếp tay cho tội phạm nữa. Đó, tóm lại mệt quá. Bây giờ nói chung là mua thẻ bảo hiểm đi, đi khám bệnh đi. Đó, để hiểu mình, đây này nọ kia thứ. Khi chúng ta bị sốt, đây nọ chúng ta hành xử làm sao, ABC. Vậy nha mấy em, thôi mệt quá không nói nữa. Video khác nói, nghỉ. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.